Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ trần vào ngày 22 tháng 8 do bệnh nặng. Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành với nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, quê quán xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, thường trú tại số nhà 217 đường Lạch Chay, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ông tham gia công tác từ tháng 2 năm 1988 và đảng ngày 24 tháng 6 năm 1997. Ông là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa 12. Trong quá trình công tác, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều huân huy chương cao quý khác. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh nặng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã từ trần hồi 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8 năm 2023, từ ngày 7 tháng 7 năm Quý Mão tại nhà riêng hưởng thọ 61 tuổi. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích công hiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành với nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập ban lễ tang nhà nước gồm 23 người, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng ban. Lịch cử Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, quan tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Lễ viếng tổ chức hồi 9 giờ 00 phút thứ năm ngày 24 tháng 8 năm 2023, tức ngày 9 tháng 7 năm Quý Mão đến 7 giờ 00 phút thứ bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023, tức ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão. Lễ truy điệu vào hồi 7 giờ 00 phút thứ bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023, sau đó là lễ đưa tang và lễ an táng trước 11 giờ 00 phút thứ bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại nghĩa trang quê nhà xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Quá trình công tác của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành Tháng 2 năm 1988 đến tháng 5 năm 1988, cán bộ kế toán, phó trưởng phòng kế toán tài chính nhà máy xi măng Hải Phòng. Tháng 6 năm 1988 đến tháng 3 năm 2003, bí thư chi bộ, trưởng phòng kế toán tài chính, ban quản lý dự án xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Tháng 4 năm 2003 đến tháng 7 năm 2004, phó ban quản lý dự án phụ trách lĩnh vực kinh tế, chỉ huy trưởng công trình xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng mới tháng 7 năm 2004 đến tháng 11 năm 2005, phó giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm phó ban quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trình lắp đặt, chạy thử nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Tháng 12 năm 2005 đến tháng 5 năm 2006, ủy viên ban thưởng vụ đảng ủy, quyền giám đốc công ty xi măng Hải Phòng. Tháng 6 năm 2006 đến tháng 5 năm 2009, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng ban Quản lý dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa 12 từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 5 năm 2011. Tháng 6 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng ban Quản lý dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng. Tháng 7 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010, ủy viên thành ủy, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Tháng 12 năm 2010 đến tháng 5 năm 2014, ủy viên ban Thường vụ thành ủy, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, khóa 14. Tháng 5 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014, Phó Bí thư Thành ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, khóa 14. Tháng 12 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Tháng 10 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quân khu 3, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố. Tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quân khu 3, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố. Tháng 7 năm 2016 đến tháng 1 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quân khu 3, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Tháng 1 năm 2021 đến tháng 4 năm 2021, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quân khu 3, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố. Ngày 8 tháng 4 năm 2021 đến nay, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Phó Thủ tướng Chính phủ. Nhận xét về vị cán bộ có đức có tài này, ông Nguyễn Văn Quân, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng cho rằng để nói một câu ngắn gọn về Phó thủ tướng Lê Văn Thành, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, có thể khẳng định ông vừa có tâm, vừa có tầm. Ông Thành là con người hành động, dám nghĩ, dám làm. Nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo nhận xét, ông Thành là người có tư duy và tầm nhìn chiến lược, ông có đóng góp lớn trong quá trình phát triển nhanh và bền vững của thành phố Hải Phòng giai đoạn từ 10 năm trở lại đây. Ông Lê Văn Thành là con người có tư duy sáng tạo và là con người hành động. Ông Thành nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm, đã nói là làm đã làm là dứt điểm và hiệu quả. Những năm 2005 đến 2010, đây là giai đoạn nguồn lực phát triển của Hải Phòng rất thấp, bình quân thu ngân sách giai đoạn này của Hải Phòng chỉ đạt 7.000 đến 10.000 tỷ đồng một năm. Ngày 24 tháng 10 năm 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ông Quyên cho biết, từ khi ông Thành giữ chức bí thư thành ủy Hải Phòng, tốc độ thu ngân sách của địa phương này tăng lên nhanh chóng. Những năm đầu của nhiệm kỳ, thu ngân sách của thành phố đạt 14.000 đến 15.000 tỷ đồng một năm, giai đoạn 2019 đến 2020 đạt 17.000 tỷ đồng. Giai đoạn tiếp theo có năm đạt 21.000 đến 23.000 tỷ đồng một năm. Ông Quyên chia sẻ, tốc độ tăng thu ngân sách của thành phố lên rất nhanh từ khi ông Thành làm bí thư thành ủy, những con số đó là chưa kể nguồn thu được từ hải quan khi có nguồn lực thành phố đã sử dụng nguồn ngân sách này đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội từ đó bộ mặt của thành phố khang trang hiện đại hơn chính vì vậy các tuyến đường giao thông kết nối nội thành ngoại thành của hải phòng được xây dựng nhanh chóng hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ việc đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế Giai đoạn này, quan điểm của thành phố Hải Phòng mà cũng là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phải xóa hết các cây cầu treo, cầu tạm bến phà. Cho đến thời điểm này, Hải Phòng đã cơ bản thực hiện xong việc này, từ đó mới có nhiều cây cầu lớn, nhỏ được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Diện mạo của thành phố hôm nay từ nội thành đến ngoại thành đều thay đổi tươi đẹp hơn. Sự thay đổi tích cực này của thành phố bắt nguồn từ nguồn lực đầu tư ngân sách, nguồn thu ngân sách của thành phố có tăng thì mới làm được điều này. Theo ông Quinn, thành quả ngày hôm nay của Hải Phòng có được là công sức đóng góp của tập thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Nhưng quan trọng là thành phố có được người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói là làm, làm đến đâu được đến đấy như ông Lê Văn Thành. Cũng từ cách làm đó, ông Thành đã để lại nhiều dấu ấn bằng những quyết sách, ông đặt ra những mục tiêu tưởng như không tưởng nhưng lại là động lực để cả hệ thống chính trị cả người dân phải bật dậy phải tiến về phía trước nếu không muốn bỏ lại phía sau cả thành phố như bừng tỉnh sau cơn ngủ triền miên nhiều năm phát triển y ạch bức tranh kinh tế toàn thành phố thay đổi ngoạn mục với quy mô kinh tế tăng gấp 2,1 lần năm 2015. Tiềm lực kinh tế của thành phố được tăng cường với con số tổng thu ngân sách nội địa trong 5 năm 2016 đến 2020 đạt 120,698 nghìn tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn trước đó, chỉ ở con số 45,570 nghìn tỷ trong sự phát triển kinh tế chung của thành phố, điều mà người nông dân ở Thải Phòng ghi nhận đó là sự quan tâm đầu tư cho chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của bí thư thành ủy Lê Văn Thành. Ngay sau đại hội 15, ông Thành tuyên bố với báo chí, năm 2016, thành phố sẽ chi 1.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. con số đó cũng khiến nhiều người giật mình, tỏ ý nghi ngờ. Bởi lẽ trước đó, số tiền thành phố chi cho chương trình này chỉ đạt khoảng hơn 300 tỷ đồng một năm. Nói thêm về đóng góp của ông Lê Văn Thành đối với thành phố Cảng, thương binh anh hùng lao động Trần Hồng Quảng 70 tuổi quê Hải Phòng khẳng định, chưa có bí thư nào làm cho Hải Phòng phát triển như giai đoạn ông Thành giữ cương vị bí thư thành ủy Hải Phòng. Ông Quảng cho biết, ngoài vấn đề đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của thành phố, ông Lê Văn Thành còn rất quan tâm đến nhóm thuộc đối tượng chính sách xã hội, người có công. Trước đây dịp 27 tháng 7 và Tết cổ truyền, một đối tượng chính sách chỉ được xuất quà từ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng một người. Nhưng thời ông Thành làm bí thư, xuất quà này đã nâng lên từ 4 đến 4,5 triệu đồng một người. Từ sự quan tâm đó của ông Thành, thế hệ lãnh đạo sau này của thành phố Hải Phòng cũng quan tâm làm theo. Theo đó, mỗi xuất quà cho các đối tượng chính sách người có công đã lên tới 5 đến 5,5 triệu đồng một người. Thưa quý vị, sự ra đi bất ngờ của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là nỗi đau, sự mất mát vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Ông là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ông vẫn luôn có nhiều góp ý tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, thẳng thắn với Đảng, Nhà nước, nhiều bộ, ngành, địa phương sự ra đi bất ngờ của phó thủ tướng lê văn thành là nỗi đau sự mất mát vô hạn với đảng nhà nước và nhân dân ta ông là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị tinh thần tiên phong đổi mới dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm ông vẫn luôn có nhiều đóng góp tâm huyết sâu sắc trách nhiệm thẳng thắn với đảng nhà nước nhiều bộ ngành địa phương những thông tin về lễ viếng lễ truy điệu lễ an táng của phó thủ tướng lê văn thành sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những video tiếp theo còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại